Xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với kênh Kể Chuyện Cho Bé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện Chuyện ở phố cây xanh. Xin mời các bạn nhỏ hãy cùng lắng nghe nha. Chuyện ở phố cây xanh. Dê con là một họa sĩ nổi tiếng, sống ở phố cây xanh. Dê con treo các ấm trà cho khu vườn trong nhà của mình. Thấy khu vườn đẹp quá, cư dân xung quanh đều làm theo. Từ đó, phố cây xanh còn được gọi là phố ấm trà. Khi hươu con chuyển đến phố cây xanh, cậu nhìn khắp phố rồi trang trí những ngôi sao cho khu vườn của mình. Bún con nhìn thấy bèn góp ý: cậu làm không đúng rồi, vườn nhà ở phố chúng ta chỉ treo ấm trà thôi. Hươu con đáp: mình biết, nhưng mình có ý tưởng riêng. Mình trang trí vườn theo cách mình yêu thích. Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với hươu con, bún con suy nghĩ mãi, rồi cậu quyết định thay đổi cách trang trí khu vườn nhà mình. Cậu sơn hàng rào cho khu vườn bằng màu xanh mà cậu yêu thích. Mọi người nhìn thấy hươu con và cún con làm liền thích thú về trang trí lại khu vườn theo sở thích của mình. Bây giờ, phố cây xanh có nhiều ngôi nhà, có những khu vườn được trang trí khác nhau. Các bạn nhỏ ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh và câu gợi ý dưới tranh nhé. Bức tranh số 1. Dê con treo các ấm trà cho vườn của mình. Ở phố cây xanh có dê con là một họa sĩ nổi tiếng. Để trang trí cho khu vườn của mình, dê con đã treo những ấm trà khắp khu vườn. Mọi người trong khu phố thấy đẹp nên cũng bắt chước làm theo. Từ đó, phố cây xanh còn được gọi là phố ấm trà. Bức tranh số 2. Hươu con trang trí khu vườn theo cách mình yêu thích. Hươu con là thành viên mới chuyển tới khu phố. Cậu trang trí những ngôi sao lấp lánh cho khu vườn của mình. Cún con đi qua trông thấy, bèn góp ý rằng: hươu ơi, cậu trang trí như vậy là không đúng rồi. Ở đây, bọn mình đều trang trí khu vườn bằng những ấm trà. Hươu con trả lời rằng: mình biết, nhưng mình muốn trang trí khu vườn của mình theo cách riêng của mình. Bức tranh số 3. Cún con cũng quyết định thay đổi cách trang trí khu vườn. Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với hươu con, cún con bắt đầu suy nghĩ. Cậu cũng muốn trang trí khu vườn của mình theo cách mà mình yêu thích. Thế rồi, cậu sơn lại hàng rào màu xanh, màu sắc mà cậu yêu thích. Bức tranh số 4. Những khu vườn của phố cây xanh được trang trí khác nhau. Mọi người trong khu phố nhìn cách mà hươu con và cún con trang trí cho khu vườn liền cảm thấy thích thú. Họ cũng trở về và trang trí lại khu vườn theo sở thích riêng của mình. Từ đó, phố cây xanh có những ngôi nhà với những khu vườn được trang trí khác nhau. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau kể lại toàn bộ câu chuyện nhé. Ở phố cây xanh có dê con là một họa sĩ nổi tiếng. Để trang trí cho khu vườn của mình, dê con đã treo những ấm trà khắp khu vườn. Mọi người trong khu phố thấy đẹp nên cũng bắt chước làm theo. Từ đó, phố cây xanh còn được gọi là phố ấm trà. Hươu con là thành viên mới chuyển tới khu phố. Cậu trang trí những ngôi sao lấp lánh cho khu vườn của mình. Cún con đi qua trông thấy, bèn góp ý rằng: hươu ơi, cậu trang trí như vậy là không đúng rồi. Ở đây, bọn mình đều trang trí khu vườn bằng những ấm trà. Hươu con trả lời rằng: mình biết,
Nhưng mình muốn trang trí khu vườn của mình theo cách riêng của mình. Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với hươu con, cún con bắt đầu suy nghĩ. Cậu cũng muốn trang trí khu vườn của mình theo cách mà mình yêu thích. Thế rồi, cậu sơn lại hàng rào màu xanh, màu sắc mà cậu yêu thích. Mọi người trong khu phố nhìn cách mà hươu con và cún con trang trí cho khu vườn liền cảm thấy rất thích thú. Họ cũng trở về và trang trí lại khu vườn theo cách mà họ thích. Từ đó, phố cây xanh có những ngôi nhà với những khu vườn được trang trí khác nhau. Hành trình của chuột Tí Hon. Có một con chuột tên là Tí Hon sống ở trong một ngôi làng nhỏ dưới tán lá của một cây cổ thụ. Tí Hon có một ước mơ lớn, muốn vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp để mọi người trong làng cùng chiêm ngưỡng. Nhưng có một vấn đề, Tí Hon chỉ có một chiếc bút nhỏ và một tờ giấy nhỏ. Mỗi ngày, Tí Hon cố gắng vẽ một bức tranh, nhưng nó luôn thấy không hài lòng với kết quả. Nó thậm chí đã bỏ bút nhiều lần và xé nát toàn bộ tờ giấy ra. Tí Hon rất thất vọng và bất mãn vì không thể tạo ra những bức tranh như nó đã mơ ước. Một ngày nọ, một chú sóc đến thăm Tí Hon và thấy nó đang khóc. Sóc nhỏ này rất thân thiện và chia sẻ một bí quyết về tình bạn và kiên nhẫn. Nó nói, hãy xem xét những bức tranh của mình như những bước đi trên hành trình của bạn vậy. Chúng có thể không hoàn hảo ngay lập tức, nhưng mỗi bức tranh bạn vẽ là một bước tiến hướng đến ước mơ của mình. Tí Hon lắng nghe lời khuyên và bắt đầu nhìn nhận các bức tranh của mình một cách khác. Thay vì đánh giá chúng bằng sự hoàn hảo, nó thấy chúng đều có giá trị và ý nghĩa riêng. Tí Hon không bao giờ từ bỏ và tiếp tục vẽ mỗi ngày. Cuối cùng, những bức tranh của Tí Hon đã trở nên tuyệt đẹp. Dưới sự kiên nhẫn và lòng kiên định của mình, nó đã biến ước mơ thành hiện thực. Mọi người trong làng ngạc nhiên trước tài năng của Tí Hon và họ trân trọng mỗi bức tranh một cách đặc biệt. Chuyện kể cho chúng ta thấy rằng, bất kể khả năng hiện tại của bạn có hạn, thì với sự kiên nhẫn, tình bạn và lòng đam mê, bạn có thể đạt được mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi trên hành trình là quý báu và bạn luôn có thể cải thiện và phát triển nó nhé. Các bạn nhỏ ơi, vậy là câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi các câu chuyện lần sau nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.